Hoa Kỳ yêu cầu bắt giữ Tổng thư ký Liên đoàn Túc cầu Nam Mỹ, tin từ Washington DC. Các viên chức của Hoa Kỳ đã yêu cầu bắt giữ ông Jose Luis Mezener, người Argentina, Tổng thư ký Liên đoàn Túc cầu Nam Mỹ. Yêu cầu bắt giữ được đưa ra trong khuôn khổ của cuộc điều tra mở rộng Liên đoàn Túc cầu Thế giới FIFA. Liên đoàn Túc cầu Nam Mỹ là một nhóm có ảnh hưởng bao gồm các cường quốc của túc cầu truyền thống như Brazil và Argentina bị vướng vào cuộc điều tra tham nhũng do FBI dẫn đầu. Tháng 6 vừa qua, thì Quốc hội Paraguay đã chuẩn thuận một biện pháp thu hồi quyền miễn trừ đối với trụ sở Liên đoàn Túc cầu Nam Mỹ. Tòa nhà nằm trên một khu vực rộng 40 mẫu gần phi trường Asunción được miễn khám xét từ khi mở cửa vào năm 1997. Trong số 14 viên chức túc cầu và giám đốc tiếp thị thể thao bị truy tố tại Hoa Kỳ vào tháng 5 vừa qua vì tội hối lộ, rửa tiền và gian lận tiền liên quan đến các khoản chi trả lên tới 150 triệu Mỹ Kim, có 8 người ở Nam Mỹ.